Vâng, xin được kính chào tất cả quý cô bác anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Và như cô bác anh chị đang thấy ở đây thì hôm nay cơ sở bên em xin trình bày và giới thiệu về một bộ bàn ăn trên chất liệu là gỗ gõa đỏ. Và nếu nói về gỗ gõa đỏ thì anh chị thấy là cơ sở bên em làm khá nhiều cái tiêu chuẩn 30 mấy triệu, 40 mấy triệu, hay là thậm chí là có những bộ cả hàng trăm triệu. Thế thì cũng bỏ qua một cái phân khúc thấp hơn để khách hàng dễ tiếp cận. Thì hôm nay với sản phẩm này là cơ sở bên em giới thiệu lại với cô bác anh chị nhé. Một cái tiêu chuẩn mà dễ dàng hơn để quý anh chị có thể mua được, nhưng mà vẫn trên chất liệu gỗ gõa đỏ, vẫn giữ nguyên được cái độ bền sử dụng theo 5 tháng. Đây là một bộ 8 ghế hoàn thiện, sẽ có giá là 29 triệu 500, cô bác anh chị nhé, 29 triệu 500. Và 8 ghế cân xứng với 8 người ngồi, và một cái mặt bàn hình oval. Vâng, cái mặt bàn này thì sẽ rất là đẹp nếu như mà anh chị cân đối để trong phòng bếp nhá, rất là đẹp luôn. Đây là tấm mặt bàn với ván trong là ván một lá anh chị nhá, ván một lá. Ở đây thì trước khi quay phim, cơ sở bên em có xịt qua một cái lớp nước để mọi người nhìn vân và nhìn màu sắc cây cho nó dễ. Đồng thời thì em cũng xịt cho nó sạch bụi để cho quý anh chị nhìn hàng cho nó đẹp. Đây là chiếc mặt bàn có kích thước chiều rộng là 95, đó, chiều dài là 1m95 các anh chị nhá. Đó, em nhớ không lầm là như vậy. Đúng rồi, chuẩn luôn. Với các phần khung ngoài được cơ sở bên em làm có độ dày là 2 phân rưỡi, và vai cũng được làm với độ dày là 2 phân rưỡi luôn. Bộ vai thì được đục chạm hoa lá tây, đục CNC các bác nhá. Đó, rồi cái diền dưới này được đục chạm theo kiểu chen dẹo, rất là đẹp. Đó, sơ qua về chiếc bàn. Và 8 chiếc ghế ở đây thì anh chị thấy không ạ? Đây là 8 chiếc ghế, thiết kế cũng khá là hay nhá. Ghế này thì là mẫu ghế trương hoa lá tây. Đó, trương hoa lá tây đục rất là đẹp luôn. Anh chị cứ nhìn vào một cái sản phẩm nào và chúng ta nói về nét đục ấy, là anh chị cứ từ từ anh chị nhìn mà xem. Những cái nét đục của nó sắc. Đó, cái nét này là nét đục máy nhá. Nét đục máy nhưng mà chúng ta nhìn nó sắc mà nó là giống như đục tay luôn đấy, rất là đẹp. Nó có một cái trường độ sâu rất là hay. Và vách tựa ở đây thì cơ sở làm vách tựa là vách tựa liền một tấm, rất là đẹp. Ghế này thì tiếp tục được sử dụng cái bộ chân là chân cong, chân cong để tạo ra một cái dáng ghế ngả cong về phía phía lưng. Chúng ta có một cái điểm tựa, nó có một cái góc tựa vừa phải. Đó, không bị ngồi mà nó đứng quá, làm cho cái cảm giác ngồi ăn nó không được ngon đúng không? Và bộ mặt ở đây thì cơ sở bên em làm là mặt 1 phân rưỡi. Đó, mặt bán 1 phân rưỡi. Dạ rồi. Còn bàn chân thì được đục chạm là chân hoa lá tây. Và chân dưới đục đục mắt nai. Khá ok. Nói chung thì như anh chị thấy là một bộ với 29 triệu 500, chưa tới 30 triệu mà chúng ta có một cái bộ bàn khá là đẹp đúng không ạ? Chất liệu gỗ gõa đỏ. Còn bộ chân ở đây thì cơ sở bên em đang làm là chân trụ đặc nguyên khối này, trụ 25, trụ 25 và 3 dâu tiếp đất có độ dày là 7 phân. Cây xà lối thì có độ dày là 2 phân rưỡi. Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn tầm trung, khá là đẹp. Dạ vâng, những cái sản phẩm khi mà đóng lên thì sẽ có nhiều tiêu chuẩn, nhiều mức giá khác nhau để phù hợp vào với cái nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính. Thì với bộ gỗ gõa đỏ 100% này, anh chị tự tin về cái độ bền, độ dày dặn của sản phẩm đang ở một cái mức độ là hợp lý với mức giá để quý anh chị dễ dàng tiếp cận. Đây là video được quay trực tiếp tại cơ sở Mộc Nam Huy với giá 29 triệu 500. Thì cơ sở bên em sẽ hoàn thiện sơn đầy đủ luôn, tặng kèm cả kính mặt bàn và miễn phí vận chuyển trong phạm vi là 30 cây. Và trên các sản phẩm gỗ gõa đỏ thì cơ sở bên em bảo hành cho cô bác anh chị trong thời gian là 5 năm cô bác anh chị nhá. Lứt xé nhỏ thì sẽ xử lý, và lứt to thì là sẽ thay cho cô bác anh chị sản phẩm mới. Và phía bên trong này là khu vực sản xuất của cơ sở. Các sản phẩm được cơ sở bên em đóng thường xuyên và đóng đa dạng, cho nên là các anh chị nếu thích cái sản phẩm nào thì anh chị cứ liên hệ với cơ sở để đặt hàng nhá. Tất nhiên thì bên em bán hàng cho các anh chị từ mộc luôn, cho nên là quý anh chị hoàn toàn có thể
kiểm tra và ký nhận trước khi sơn. Vâng, và Mộc Nam Huy xin chào. Đồng thời xin được hẹn gặp lại cô ba anh chị ở những video kế tiếp.